nên nghĩa vợ chồng dù chưa hề biết mặt nhau. Má nói bây giờ con không lấy chồng nữa thì không thế nào được, bây giờ tao gả mày. Phận làm dâu cực khổ trăm bề, phải quét nhà quét cửa, nấu cơm nấu nước, phanh tay mời ba ăn cơm và mời mẹ ăn cơm, nhưng vẫn son sắt quyện bên nhau đến cuối đời. Nghĩa vợ chồng thương hơn cái tình yêu, vợ chồng phải thuận thảo với nhau mới ăn đời ở kiếp được. 48 năm chú chưa hề đánh cô một bàn tay. Tao có đánh được cô chạy mất cả đâu đánh. Đón xem Thuận Vợ Thuận Chồng chủ đề son sắt được phát sóng vào lúc 19:35 phút thứ sáu ngày 1 tháng 12 năm 2023 trên VTV9.